Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì mình đang có mặt ở cổng game Thiên Đường Trò Chơi với số vốn là 21M. Hôm nay thì mình tiếp tục có mặt ở đây để chia sẻ cho anh em kinh nghiệm bắt cầu tài xỉu ở trên cổng game Thiên Đường Trò Chơi này anh em nhé. Ok anh em, xỉu 9, xỉu 10 này. Cầu này tay này mình sẽ bắt lên xỉu 8 anh em nhé. Xỉu 8 hoặc xỉu 7 anh em ạ. Đánh xỉu 3M đi anh em. 3M xỉu. Sang bên MD5 nào. MD5 thì đang tài 11, 13, 11 anh em ạ. 11, 13, 11. Tay này tiếp tục mình đánh lên tài 13 hoặc 11 tiếp anh em. 3M tài anh em nhé. Bên tài xỉu rồng xanh thì vừa rồi ăn xỉu 6 này. 3M anh em ạ. Cầu này mình sẽ bắt cầu 42, 42 anh em nhé. Tay này tiếp tục đánh xỉu 3M nha anh em. Bên MD5 thì ăn tài 12, 3M rồi này. Về tài 12 anh em ạ. Ăn tài 3M này. 11, 13, 11, 12. Tay này vẫn tiếp tục bắt được tài anh em ạ. Vẫn tiếp tục đánh tài 3M anh em nhé. Ok, bên tài xỉu rồng xanh thì ăn xỉu 10, 3M tiếp rồi này. Bắt cầu quá chuẩn anh em ạ. Chín mười sáu mười thì cầu này mình sẽ bắt cầu 42 42 anh em nhé. Tay này mình sẽ đánh tài anh em ạ. Tài 3M nha anh em. Bên MD5 thì về xỉu 10 mất rồi anh em. Gãy mặt cầu rồi anh em ạ. Về xỉu 10 ở đây. 3 con 10 luôn rồi anh em. Xỉu 10 ở đây thì tay này mình đánh xuống xỉu 8 anh em. Đánh xỉu 3M anh em nhé. Rồi, bên tài xỉu rồng xanh thì tiếp tục về xỉu 10 rồi anh em. 10 kép anh em ạ. Đây, về 10 kép ở đây. Tay này về 10 kép thì tiếp tục đánh xỉu thôi anh em. Theo cầu bệt anh em ạ. Tay này tiếp tục đánh xỉu 3M anh em nhé. Bên MD5 thì ăn xỉu 10 tiếp. 3M rồi này. MD5 cũng 10 kép anh em ạ. MD5 cũng xỉu 10 kép ở đây. 10 kép thì tiếp tục đánh xỉu thôi anh em. Tiếp tục đánh 3M xỉu anh em ạ. Ok, bên tài xỉu rồng xanh thì ăn 3M xỉu 8 rồi này. 5 thì về tài 12 mất rồi anh em. Không sao. Bên tài xỉu rồng xanh xỉu 8 ở đây. Xỉu 8 ở đây thì khả năng cao là dễ gãy anh em ạ. Mà không sao, vẫn theo cầu bệt xỉu thôi anh em. Bệt 07 anh em ạ. Cứ theo đều tay thôi.
3M xỉu anh em nhé. Còn bên MD5, MD5 tài 12 ở đây. Tài 12 ở đây thì tài này bắt cầu 42121 thôi anh em. Tài đánh xỉu 6M nha anh em. Ok, tài xỉu rồng xanh, ăn xỉu 10, 3M giờ này. Vẫn là cầu bệt thấy cho anh em. Cứ theo cầu thôi anh em ạ. Bên MD5 thì về xỉu bài này, ăn xỉu 6M tiếp anh em nhé. Bắt cầu quá ok anh em ạ. Thì 21M lên 35M, ăn được 14M anh em. Cũng khá là ok rồi. Thì chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhé. Link game mình để ở mô tả video. Bye bye anh em.